الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله vì đã cho chúng ta sức khỏe, alhamdulillah vì đã cho chúng ta có được nhiều phúc lành. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho chúng ta nhiều phúc lành nữa và ban chúng ta tuổi thọ để chúng ta tích được nhiều phúc đức ở nơi Ngài. Thì ngày hôm nay inshallah chúng ta sẽ tiếp tục hành trình tìm hiểu Kitab Riyad al-Salihin. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 186 inshallah. Thì chương này cái tựa đề tạm dịch là Hồng phúc của Adhan. Thì trong chương này tác giả đưa ra khoảng 8-9 hadith. Thì hadith thứ nhất đó là hadith 1021. Ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Lau ya'lamun nasu ma fil nida' was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa ay yastahimu alayhi la-lastahamu. Wa law ya'lamu ma nafi at-tahjir lastabaqu ilayhi. Wa law ya'lamuna ma fil atamah was-subhi la'atawhuma wa law habbu." Walau habwa muttafaqun alayh. Nabi Muhammad SAW nói với ý nghĩa: nếu mọi người biết hồng phúc của việc gọi adhan và đứng ở hàng đầu trong lễ nguyện salat, họ thậm chí rút thăm để đảm bảo các quyền lợi này. Và nếu họ biết hồng phúc của việc đi sớm cho lễ nguyện salat thì chắc chắn họ sẽ chạy đua để được đến sớm. Và nếu họ biết hồng phúc của lễ nguyện salat Isha và Fajr thì chắc chắn họ sẽ đến tham gia cho bằng được ngay cả khi phải bỏ. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Bài học từ hadith, bài học thứ nhất, hadith này khẳng định ân phúc to lớn của người gọi adhan ở nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala và khuyến khích tín đồ Muslim thực hiện cái việc gọi adhan nếu như là có cơ hội. Hadith khuyến khích, bài học thứ hai đó là hadith khuyến khích người tín đồ Muslim tranh thủ đến masjid sớm cho lễ nguyện salat tập thể. Và bài học thứ ba đó là hadith này cho chúng ta thấy rằng việc đứng dâng lễ nguyện salat tập thể ở hàng đầu, tức cái hàng mà ngay sau imam, bởi vì các thiên thần cầu nguyện cho imam, rồi cho những ai ở hàng đầu tiên, rồi mới đến các hàng tiếp theo và các hàng tiếp theo, cứ như vậy. Bài học tiếp theo từ hadith đó là hadith kêu gọi người Muslim cố gắng duy trì lễ nguyện Salat Isha và Fajr cùng với Imam. Bởi vì hai lễ nguyện Salat này là minh chứng cho sự trung thực đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala và cũng là hai lễ nguyện Salat nặng nề nhất đối với những kẻ munafiq, những kẻ giả tạo đức tin và những kẻ lầm lạc. Hadith tiếp theo, hadith 1022. Ông Muawiyah radhiyallahu anhu thuật lại: tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: al-mu'adhdhinuna atwalun nasi anaqan yawm al-qiyamah. Những người gọi adhan là những người có cổ dài nhất vào ngày phục sinh. Hadith do Bukhari và Muslim lại. Có nghĩa là vào ngày phục sinh, những người adhan họ sẽ được phục sinh từ cõi chết và họ sẽ có những chiếc cổ rất là dài, rất là cao hơn những người bình thường khác. Thì bài học từ hadith đó, hadith này làm nổi bật vai trò của người gọi adhan. Vào ngày phục sinh thì cái người gọi adhan sẽ nhận được phần thưởng to lớn cho việc kêu gọi mọi người đến lễ nguyện salat. Thì cụm từ có cổ dài nhất trong hadith chúng ta vừa nghe được hiểu với những cách hiểu khác nhau. Một trong số đó là họ là những người khao khát lòng thương xót của Allah Subhanahu wa Ta'ala hơn bất kỳ ai khác. Một cách giải thích khác là cổ của họ sẽ dài ra vào ngày đó và do đó mồ hôi sẽ không thể ngập đến gương mặt của họ. Vì mồ hôi của mỗi người sẽ đổ xuống và ngập cơ thể vào ngày đó tùy thuộc vào hành động của mình. Có người thì mồ hôi sẽ lên đến mắt cá chân hoặc đầu gối hoặc eo của mình và một số người mồ hôi sẽ ngập đến miệng của họ. Thì một cách giải thích khác nữa đó là những người được gọi adhan sẽ có một địa vị vô cùng vinh dự và vĩ đại vào ngày phục sinh. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala là đấng biết hơn hết. Hadith tiếp theo, hadith 1023. Ông Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'a thuật lại rằng
Ông Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nói với ông: tôi thấy anh thích sống giữa bầy cừu của mình ở nơi hoang dã. Vì vậy, bất cứ khi nào anh đang ở cùng với bầy cừu của mình hoặc trong vùng hoang dã và anh muốn adhan cho lễ nguyện Salah, thì anh nên lớn tiếng, vì bất cứ ai nghe thấy adhan, nghe thấy tiếng adhan, dù là người hay jin hay bất cứ thứ gì trong sinh vật, trong tạo vật của Allah subhanahu wa ta'ala, sẽ làm chứng cho anh vào ngày phục sinh. Tôi đã nghe điều này từ thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam. Thì ông Sa'id al-Khudri đã nói như vậy. Hadith do Bukhari ghi lại. Thì bài học từ hadith, hadith cho chúng ta biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala đứng toàn năng sẽ ban phần thưởng cho cái người mà hô gọi adhan, và bất cứ ai nghe thấy adhan, dù là jin, con người và bất cứ thứ gì khác, đều sẽ làm chứng cho người cái adhan đó vào ngày phục sinh. Vì vậy, người tín đồ Muslim là hãy adhan, và hãy adhan lớn tiếng dù chỉ có một mình tại bất cứ nơi nào. Hadith tiếp theo, hadith 1024, ông Abu Hurairah radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانِ وَلَهُ دُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانِ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانِ أَقْبَلْ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرْ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يخترى بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى متفق عليه. نبي محمد صلى الله عليه وسلم nói khi mà adhan cho lễ nguyện salat cất tiếng gọi, Shaitan sẽ quay lưng chạy nhanh với tốc độ lớn trong gió để tạo tiếng ồn nhằm mục đích không cho nghe thấy tiếng adhan. Khi adhan kết thúc, nó quay trở lại. Khi iqamah cất tiếng, nó quay lưng đi. Và sau khi kết thúc, nó quay lại lần nữa để đánh lạc hướng sự chú ý của một người và khiến anh ta nhớ lại những điều mà anh ta không nhớ lại trong đầu trước lễ nguyện Salah. Và nó nói hãy nhớ điều này, điều này. Và do đó nó khiến một người quên mất không biết mình đã thực hiện bao nhiêu rồi cả. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Bài học từ hadith. Cụm từ adbara ash-shaytan trong hadith biểu thị rằng Shaytan chạy với tốc độ lớn, rất lớn, và hắn đã chắn gió hoặc hắn cố tình làm như vậy. Trong mọi trường hợp thì điều đó cho thấy là Shaytan có ác cảm với adhan. Điểm thứ hai mà chúng ta học được từ hadith này là sự tập trung tâm trí, là việc tập trung tâm trí là điều cần thiết trong lễ nguyện Salah, và điều đó có thể đánh bại mọi nỗ lực phá rối của Shaitan. Như vậy, khi chúng ta trong Salah thì chúng ta hãy biết rằng khi chúng ta bị phân tâm thì chúng ta hãy biết rằng đó là do Shaitan đến quấy nhiễu chúng ta, thì chúng ta hãy cố gắng định tâm lại, điều chỉnh tâm lại, chúng ta cố gắng hướng về, đặt tất cả tâm của mình hướng về Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith tiếp theo, hadith 1025. Ông Abdullah bin Amr bin Al-As, radiyallahu anhu thuộc lại rằng ông đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنِ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُّوا اللَّهَ هَلِي وَالْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ. رواه مسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: khi các ngươi nghe adhan, hãy lặp lại những gì người muadhin, tức là người adhan nói, rồi các ngươi salawat cho ta, bởi vì ai salawat cho ta một lần, Allah sẽ salawat cho người đó 10 lần. Sau đó hãy khẩn xin Allah ban cho ta al-wasila, một thứ hạng cao nhất trong thiên đàng, chỉ dành cho một người duy nhất trong những nô lệ của Allah, và ta hy vọng rằng ta sẽ là người đó. Nếu bất kỳ ai cầu xin al-wasilah cho ta, ta có phần sự phải cầu xin ân xá cho y, ash-shafa'ah, vào ngày phán xét. Hadith do Muslim ghi lại. Bài học từ hadith, bài học thứ nhất, salawat cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam là niệm, là chúng ta nói Allahumma salli ala Muhammad.
Al-Wasila, theo tiếng, theo nghĩa đen của tiếng Ả Rập, trong ngôn ngữ Ả Rập thì nó có nghĩa là phương thức hoặc là phương pháp hoặc là phương tiện mà một người dùng để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng ở đây, trong hadith này, nó là tên của một thứ hạng cao nhất trong thiên đàng. Như Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói, cái sẽ được trao cho thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì cầu xin ân xá Ash-Shafa'a là một đặc ân mà Allah Subhanahu Wa Ta'ala dành riêng cho một mình thiên sứ Muhammad vào ngày phán xét cuối cùng. Nhờ đó, người Sallallahu Alaihi Wasallam sẽ được quyền cầu xin Allah Subhanahu Wa Ta'ala tha thứ cho những người mà Ngài cho phép. Thì cầu xin Allah Subhanahu Wa Ta'ala cho chúng ta là những người được ân phúc này, được diễm phúc này vào ngày sau. Bài học thứ hai từ Hadith. Hadith khuyến khích tín đồ Muslim lặp lại lời Adhan mỗi khi nghe cũng như là salawat cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam và sau đó là dua với cái lời dua quen thuộc mà thiên sứ của Allah đã dạy. Có nghĩa là bởi vì điều này sẽ mang lại nhiều ân phúc lành cho người thực hiện, đặc biệt là sự cầu xin ân xá của Nabi vào ngày phán xét cuối cùng. Như vậy, khi chúng ta nghe tiếng Adhan, chúng ta hãy cố gắng lặp lại theo cái lời Adhan và sau đó chúng ta hãy cầu xin Allah bằng cái lời dua mà Nabi đã dạy chúng ta để cầu xin Allah ban cái al-wasila, những cái thứ hạng cao nhất trong thiên đàng cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadith tiếp theo, hadith 1026, ông Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu thuật lại rằng, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُعَذِّنُ. Khi các ngươi nghe Adhan, các ngươi hãy nói giống như những gì người gọi Adhan nói. Hadith ya Bukhari ya Muslim lại. Thì cái hadith này cũng khẳng định một lần nữa khẳng định, giống như hadith trước đó, rằng cái người kêu gọi hadith kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta hãy nên lặp lại cái lời Adhan khi chúng ta nghe cái người Muadzin gọi. Tuy nhiên, khi chúng ta nghe cái câu hayya ala salah và hayya ala falah thì chúng ta hãy nói la hawla wa la quwwata illa billah. Hadith tiếp theo, hadith 1027, ông Jabir thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Man qala hayna yasma'u an-nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói sau khi nghe adhan người nào nói, tức là sau khi chúng ta nghe Adhan, rồi chúng ta lặp lại cái lời hadith đó, rồi chúng ta nói cái lời dua. Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah, ati Muhammad al-wasila wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Thì Allah sẽ được sự cầu xin ân xá của ta vào ngày phán xét. Hadith ya Bukhari ghi lại. Thì bài học từ hadith cho chúng ta thấy rằng hồng phúc của việc dua sau Adhan và khuyến khích tín đồ Muslim nên làm điều này, bởi vì người Muslim thường xuyên dua sau Adhan sẽ được thiên sứ của Allah Sallam cầu xin ân xá vào ngày phán, vào ngày phục sinh. Thì hadith cũng chúng ta biết rằng maqam al-mahmud al-wasila as-shafa'ah và shafa'ah quyền cầu xin ân xá là những đặc ân dành riêng cho Nabi của chúng ta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bây giờ chúng ta đến cái hadith tiếp theo, đó là hadith 1028. Ông Sa'id bin Abu Al-Waqas radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina ghufira lahu dhanbu." Sau khi Nabi Sallam nói, sau khi nghe Adhan, ai nói Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina, thì sẽ được tha thứ tội lỗi. Thì bài học từ hadith đây cũng là lời dua sau Adhan. Thì người Muslim chớ bỏ qua những cái lời dua sau Adhan, bởi vì đó là lòng thương xót của Allah dành cho đám bề tôi của Ngài. Như vậy, sau Adhan chúng ta sẽ có những lời dua. Thì ở đây trong cái chủ đề này, tác giả đưa ra hai cái lời dua mà Nabi đã dạy chúng ta. Là thứ nhất đó là Allahumma hadhihi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadin al-wasila wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan lil-ladhi wa'adta. Nếu như chúng ta đọc dua này sau lời Adhan, chúng ta sẽ được
sự cầu xin ân xá của Nabi sallallahu alaihi wasallam vào ngày phán xét, vào ngày phục sinh. Và một bài dua khác là sau khi adhan, nếu chúng ta đọc, chúng ta nói ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu radidu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bi islam madina, thì chúng ta sẽ được tha thứ mọi tội lỗi. Hadith tiếp theo đó là hadith 1029. Ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuộc lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói ad-du'a'u la yuraddu bayn al-adhan wal iqamah. Giữa du'a, giữa adhan và iqamah sẽ không bị trả lại. Hadith do Abu Dawud Tirmidhi lại. Và Tirmidhi nói đây là hadith tốt. Thì bài học từ hadith, đó là hadith cho chúng ta biết rằng khoảng thời gian giữa adhan và iqamah là khoảng thời gian mà người Muslim không nên bỏ lỡ việc dua, cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala. Nghĩa là trong khoảng thời gian này, người Muslim nên dua thật nhiều, nên cầu nguyện, cầu xin Allah thật nhiều. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam cho biết đây là dua trong khoảng thời gian này. Ông biết rằng đây, dua trong khoảng thời gian này sẽ không bị trả lại, tức sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận và đáp lại. Thì người tín đồ Muslim nên tranh thủ dua trong khoảng thời gian này. Và hình thức dua tốt nhất là lễ nguyện salah. Bởi vì chúng ta biết salah là dua. Thì các ulama nói cái ý, cái dua đây, thì cái dua tốt nhất đó là chúng ta dua bằng lễ nguyện salah. Thì bởi vì lễ nguyện salah là một cách dua tốt nhất. Vì vậy chúng ta hãy thực hiện lễ nguyện salah 2 rak'ah và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala trước khi thực hiện lễ nguyện salah bắt buộc. Như vậy khi chúng ta đến masjid azan xong, chúng ta đến masjid, qua chúng ta azan chưa azan, chúng ta đến masjid sớm và chúng ta đợi azan, sau đó sau azan chúng ta hãy thực, trước khi iqamah chúng ta hãy thực hiện 2 rak'ah sunnah và chúng ta hãy cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala, đặc biệt là trong sujud chúng ta sẽ được nhiều phúc lành, được nhiều ân phước, bởi vì lời dua của chúng ta sẽ được chấp nhận Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đến đây chúng ta đã kết thúc cái chương 186 hồng phúc của adhan. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta nhiều phúc lành, ban cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng chúng ta từ những gì chúng ta học được, tiếp thu được, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta luôn là những người thực hành theo đường lối của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta là những người sẽ được nhận được sự cầu xin ân xá ash-shafa'a của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, và những người sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ tội lỗi. Wa billahi taufiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.